đánh nhau sớm diễn ra và người mất máu đang rất nhiều, đó là Ray. Ray không có đủ lượng máu để có thể sống sót khi mà Samira không chuyên định bấm cái heal cho đồng đội của mình. Giáo găm vào rất nhiều và đó là 2-0 cho team Teddy. Wow. Ê, hay, Teddy còn heal bait được em ơi, bait được. Rakan push way ngược lại được luôn ạ. Giờ nó có bánh nó sẽ hồi mana được nha anh em. Còn một cái bánh level 6 nữa. Flash qua Q-E là chết rồi. Quang E qua Flash qua Q-E hợp lý luôn. Cũng được. Ông Ori này là ông đánh AD con Samira game trước đó. Ai à, thần cá sấu level 6 ạ. Ai à. Không cần đến thần cá sấu luôn, đó thì muốn cắt chết Rakan trên top luôn ạ. Cá sấu kiếm đau đan chứ phải khiên đâu mà sợ. Ê, Lilia lên 6 được nha. Ê, Quang E hơi ẩu nha. Thần cá sấu quay lại băng trụ khúc du tung ra đến từ Lilia và cá sấu sẽ chết ở đây mà thôi. Nó có thể là 2v3. Cái heal này còn 5 giây sẽ hồi lại. Một tiếng gank đến từ Viu. Samira mất nửa cây máu rồi. Pai bắt đầu CC, chọc Quy làm chậm trước đã. Reo băng thẳng vào làm choáng Teddy hồi máu lên bắt đầu bắn trả. Sát thương là rất nhiều nên Teddy đã có mạng rồi cho Reo. Teddy tiếp tục nhảy nhưng hết máu và lên bảng điểm số rồi. Lilia đang xuống để cover cho Reo trong việc rút lui nhưng bị móc ngược lại. Vẫn khá trâu để có thể phải lên bảng điểm số. Thậm chí đó thì muốn quay ngược trở lại CC để giúp cho Lilia tiếp cận. Lilia tiếp cận và một cú đúp sát thương sẽ là không đủ trong pha này. Móc được con Kalista lên. Ray vừa e xuống cướp được thành công con rồng. Một tiếng băng thẳng vào đến Samira. Sát thương là không đủ nhiều để giết con Reo rồi. Reo đúp lên khu đứng phía trên. Triple rồi quát ra rồi. E không qua tường. Một tiếng đẩy tốt. Giật giày vào làm chậm và Orianna không flash lên đâu. Teddy flash lên thì out rank mất rồi. Có cái cặp móc tốt. Né làm choáng đến thì Orianna bằng cú flash. Bây giờ đến đó lại sống ra mép flash ngược lại. Reo đến với cú đúp như thế nào đây em ơi. Một cú đúp R và E vào. Đó là sát thương rất nhiều đến từ Orianna. Một tình huống riêng sẽ trượt đến từ Karit rồi. Thôi đi về đi ông. Như game trước là bay hơi hết luôn. Một tình huống cover đến từ Reo. Xoáy sóng ngầm và chiều cuối giữ chân đối phương lại đến từ Reo giúp cho Orianna rút lui được. Đó là cú hồi máu đến từ Samira nhưng có vẻ như nó không đủ nhiều, chết hai mạng ở đây rồi. Chiều cuối không đủ đam đến từ Pai và Karik cũng bắt buộc phải tung ra toàn bộ kỹ năng để có thể rút lui. E flash có thể là không đủ tầm đến từ Rakan. Một tiếng cắm mắt ra, đi bộ lên. E flash quăng chiều cuối là có thể đủ đam nha. Đạn bộ tốc biến rồi sát thương nhưng không đủ đam. Thật là đen. Đường giữa vừa rồi thì Orianna ăn một cú chiêu cuối đến từ Ray và bốc hơi. Ray vừa mất flash xong thì dính bóng ngủ ở nhầm dính khúc du. Đây bảo đến số luôn. Một tình huống làm choáng và sát thương đến từ Teddy đang là chưa đủ nhiều để có thể giày vò xong không đủ đam rồi. Teddy chạy đi đâu đây em ơi. Hai spell đến từ Teddy đang cố gắng kéo theo Karit nhưng bị đấp nộ lại, hồi máu lên ném tiếp đến từ Teddy, thả diều đến từ Teddy với tốc biến. Orianna à nhầm, đó là một tình huống. Samira đến, mạng có dành cho cá sấu, mạng shutdown double kill dành cho Renekton. Lilia không còn khúc du nữa, dính móc là chết nha ông. Dính móc ở cự ly tối đa và Samira tiếp cận. Sát thương là chưa đủ nhiều, Lilia tốc độ di chuyển là khá cao. Bên phía bên này đó là solo giữa Orianna cộng với Ray. Ray không còn flash, kích tăng tốc pha lên rút lui. Sóng ngâm xịt rồi. Con Rakan fit cho Renekton, giờ Renekton đơm Kalista rồi kìa. Chỉ cần cái top đánh hòa không chết, tranh tầm 20 set không có vấn đề gì. Rồi luôn, bài hack tiền thêm nữa. Khúc du hai người liệu rằng có mạng cho ghi điền không đây. Một cú đúp quy sát thương đánh tay thì một đòn nữa mới đủ nha. Bài chiều cuối vào và Gray vẫn chết ạ, hơi đen. Một con cá sấu farm out thời gian 20 CS hoặc là farm hơn top bên kia 20 CS. Nó chỉ farm bằng thời gian thôi, nó không quái vật lắm anh em ơi. Mà cho nó tầm 3 mạng thôi, bây giờ nó khỏe quá rồi đây này. Thôi xong luôn, Rakan luôn. Băng trụ diễn ra không đứng trên. Một tình huống quang nghe chuẩn xác. Đẩy được Teddy về trụ, Teddy vẫn sống với lớp giáp đến từ nỏ tử thủ. Teddy hút máu lại và Teddy không chết, ba mạng hạ gục ạ. Bên phía bên này thì Ray đang bắn né tốt kỹ năng E đến từ Lilia, bắn thêm một cái nữa. Một tình huống quy nhưng nó nổ không chết từ Gideon và tốc biến lên lấy mạng đến từ Orianna auto fill cũng được. Chỉ cần con Reo cover tốt thôi là con Kalista khó chết đó. Một tình huống kéo con Reo sang, nó stun đơm phát nửa cây luôn. Pai này bị dính CC lại, Pai đang bị giữ chân lại liên tục bởi Reo nhưng sát thương ôi đủ luôn. Ôi Red ơi, Red em ơi, Red chết queo bên phía bên kia. Khúc dù ở đây nó là hai người, một người ngủ tốc biến chạy, đó chính là vị trí của View. View đi luôn. Teddy vẫn đang nhảy múa giữa hai trụ đối phương, hồi máu chạy đến từ Teddy rồi. Cá sấu không thể nào vào nổi cú này, không có tốc biến và thần cá sấu còn tốc biến giữ chân đối phương lại làm choáng tốt đến từ Reo. Sát thương chưa đủ nhiều đến từ Teddy, một máu cá sấu vẫn sống được.
Nhưng mà thấy trận đang có phần nghiêng với các thành viên Team 2 rất nhiều sau những tình huống tấn công liên tục từ nãy đến giờ. Giày vò làm chậm Quy đúp vào, không, đó là cú Quy mà thôi. Samira làm gì đâu. Móc Teddy, Teddy tốc biến lên găm thẳng. Một tình huống CC tốt đến từ vị trí của cá sấu, giữ chân được một người lại. Teddy chết rồi anh em ơi, Pai dập chiêu cuối chết Teddy rồi. Gấu đi rồi ông giáo ạ. Mã shutdown cho Pai nữa, bón nữa thêm tiền nữa. Ê à, Tham Minh trượt, không sao, Teddy vẫn có mạng. 1-1 anh em ơi. Hai mid đều chết say luôn. Pai móc trượt. Lilia khá tỉnh, qua nghe trượt cái là không dám vào luôn. Rare băng thẳng vào giữ chân con Pai lại làm choáng tốt. Pai mất hơi nhiều máu, Ragat ủi em mù mắt vào người. Red ơi, đánh tấu hài em ơi. Ragat 1-8 đánh tấu hài, Lilia quạt vào. Đó là khúc du rừng thảm không có đến từ Lilia. Nhưng sát thương vẫn được bồi vào khá nhiều, tốc biến đến từ K6 bắt được Teddy rồi. Bồi thêm CC vào nhưng Teddy có đỏ tử thủ. Teddy vẫn hồi máu, vẫn nhảy múa được. Và đó là một tiếng CC rất tốt đến từ team giúp Teddy tiếp tục găm giày vò. Và đó là mạng cho Teddy. Lại đạt Red. Thùng rượu đi, R đi, chết cũng được R đi. Rell gom người lại, Ragat vừa đẩy R ra thì Rell gom người lại rất hay để team có thể tiếp tục gây sát thương. Teddy vét hết rồi. Nó là cú double. Game dễ rồi. Cá sấu kích hoạt chiều cuối lên. Ba người đứng quầy, chạy tới chạy lui bị thả diều. Ma nó khổ kinh dị luôn. Chạy về hướng này, thằng kia nó chạy. Gãy. Một tình huống 1v3 đến từ Teddy chăng? Một cú làm choáng đến từ Rell. 1v3 đến từ Teddy. Chỉ cần Rell CC thôi, Teddy có thể bắn hết. Bắn gây đam lên tất cả thành viên tiền tịch với cùng cung Runen. Giật dây vò, cú móc trượt đến từ Pai. Cá sấu xanh thật đấy nhưng mà bơi ra nổi đúng không? Người không khác thì còn nhím luôn. Một tình huống CC đến từ Rell, đó là ba người và ngay tức hai người lên bảng đếm số. Khúc du rừng thảm tung ra mạng double kill cho Kalista của Teddy giờ. À, Samira có mạng rồi. Teddy vẫn đang còn để có thể hồi máu và đó là cú giày vò. Teddy có mạng, một tình huống xử lý cực kỳ đau tim và cực kỳ hack não. Nhiều đồng hồ được kích hoạt, Teddy băng vào bệ đá cổ đối phương rút ra và hồi full cây với hết kiếm này ở đây. Tính phá mạng hả ông Pai, đừng chết ông ơi, mạng lẻ và mạng chẵn ông ơi. Teddy chết này. Ê, móc tầm gần mà có móc trượt nữa, giật dây vò, không chết ai cả. Tiếp tục nhảy múa mà không còn dây vò nữa, nhảy ra nhảy vào cái bệ đá cổ quăng quy không đủ đạp. Thần cá sấu, đó là tiếng chiêu cuối hơi bóp đến từ vị trí của Red thì không sao, Teddy vẫn sống qua cái game rồi. Hai game rồi con Samira nào gặp Teddy kể cả là Kai'Sa kể cả là Kalista nó đều có chung mối cây đây là 10 là 1-11 anh em ơi. Đánh lúc nào cũng gấp đôi tiền. Game một mình Teddy nó lại game.